Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay em hướng dẫn cách sử dụng bộ ECU adapter ha. Này. Rồi giờ em giới thiệu sơ lược nè. Đây là nút chỉnh tốc độ. Màn hình hiển thị nguồn 5V, nút đề, các đèn tín hiệu, rồi đề, bơm, bobin, kim phun và CKB. Rồi hôm nay có hai nút nè. Nút này sẽ là nút hướng dẫn nè, sẽ là nút nguồn. Nút nhả sẽ là nút chuyển chế độ. Rồi giờ em cắt nguồn thử ha. Ngon nè. Đây, nó sẽ luôn chuyển chế độ về đỏ. Về đỏ là test Suzuki nha. Nè, đây rồi đỏ nè, mình chuyển chế độ này. Nhấn giật, nhấn nhả nè. Nè, xanh dương sẽ là test cho đề cơ ha. Rồi, còn xanh lá sẽ là đề từ. Rồi, giờ em test thử các dắt trên đây ha. Đầu tiên sẽ là tắt Honda nè. Rồi mình nhớ là mình tắt nguồn trước khi mình cắm dắt kết nối vô nha, nó không chạm chập. Rồi tắt nguồn nè. Khi khởi động thì nó tự chuyển về cái Suzuki nha, mình phải chuyển chế độ. Nhấn nè. Đây chạy nè. Đây xanh dương. Đây, đây là tốc độ. Nhấp nhanh lên nè. Mình quay xích vô xíu nè. Đây nhấp nhanh lên nè. Đấy tốc độ ha. Kim phun, mobil, bơm. Rồi tiếp ha. Honda nè. Tắt. Đây là 150 ha. 27. Rồi mở lên nè. Rồi mình cũng vậy nha, mình chuyển chế độ nè, sang đề cơ nè. Rồi, tiếp ha. Đây là 29 nè. Chuyển sang test điện từ ha. Điện từ nè, mình tắt. Nó nguồn. Rồi chuyển chế độ ha. Điện cơ nè. Xanh lá sẽ là điện từ nè. 5V có nè, các đèn tín hiệu nè. Bơm mobil đi xuống. Đâu nè. Ok ha. À, thì bên mình vừa ra một cái dắt mới ha, một demo ha, về đề từ anh em game nó nhanh chóng hơn. Ngoài ra thì còn là dắt SH Novo với một dắt rời kiểm tra đề từ đây ha. Đây. Rồi anh em có liên hệ đặt hàng thì liên hệ số 0869 067 37 nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video.